Rồi, hôm nay mình qua tiếp cái chương tiếp theo là cái chương máy điện một chiều. Thì cái phần máy điện một chiều mình sẽ đi tìm hiểu về các cái loại động cơ điện một chiều, máy phát điện một chiều. Thì nó nằm thuộc trong phân loại máy điện quay ha. So với hôm trước là mình học là máy điện không đồng bộ là máy điện xoay chiều. Hôm nay mình qua máy điện một chiều ha. Thì cái máy điện một chiều thì hình dạng của một số cái loại động cơ một chiều ha, động cơ DC. Thì một chiều là vì nó sử dụng điện điện một chiều ha. Thì một số cái ứng dụng của máy điện một chiều tổng quan trước thì một số cái loại thiết bị nó sử dụng cái động cơ, nó cần có một số cái đặc tính cơ ưu việt hơn so với cái động cơ xoay chiều mình đã học, động cơ không đồng bộ ha. Cái động cơ không đồng bộ thì cái đặc tính nó là đơn giản rẻ tiền, chế tạo nó chi phí nó thấp ha, nhưng mà vận hành là ổn định, nó ít hư hỏng ha. Nhưng mà cái đặc tính cơ của cái động cơ xoay chiều, động cơ không đồng bộ, đặc tính cơ nó không được tốt lắm ha. Về cái khả năng moment nó rồi khả năng điều khiển tốc độ ha, điều khiển chính xác thì nó không có tốt. Cái moment khởi động nó thấp, muốn khởi động nó thì gặp một số cái vấn đề ha. Dòng khởi động lớn, moment khởi động nó lại thấp, thì muốn điều khiển nó tốt dễ hơn ha. Một số ứng dụng cần moment lớn, moment khởi động lớn và cần cái moment kéo nó tải nó lớn ha, moment quá tải nó lớn, thì dùng có thể sử dụng cái động cơ một chiều. Nó có một số đặc tính tốt về sức kéo, về moment. Thì các cái ứng dụng mà sử dụng cái động cơ một chiều thì nó có thể là gồm các cái máy cắt cỏ nè, số cái thiết bị máy cắt cỏ sử dụng động cơ một chiều, hoặc là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố thì nó gọi là động cơ vạn năng, nó bản chất nó là cái động cơ một chiều như này, nó sử dụng cái động cơ dạng động cơ một chiều, thì sau này mình sẽ nói rõ hơn. Nhưng mình có thể cắm điện xoay chiều chạy được, nhưng bản chất nó là động cơ một chiều. Rồi các thiết bị cầm tay, khoan tay, rồi khoan cầm tay, hoặc là máy bấm vít không ạ, nó sử dụng động cơ một chiều. Cái khoan điện mình cắm điện xoay chiều nha, nhưng bản chất nó cũng là máy máy điện một chiều ha. Bản chất của nó gọi là động cơ vạn năng, thì nó vừa chạy một chiều được vừa chạy xoay chiều được. Thường thì mình cắm điện xoay chiều mình chạy ha, cái khoan tay mà cắm điện á. Còn cái loại mà máy khoan tay mà dùng pin thì nó dùng điện một chiều chắc chắn rồi. Nhưng cái loại mà mình cắm điện nó vẫn là loại động cơ một chiều nha mày, nó một dạng của động cơ một chiều, người ta gọi là động cơ vạn năng, thì nó sử dụng được điện xoay chiều luôn. Rồi một số cái thiết bị ví dụ như các cái máy thổi, các cái loại máy sử dụng ở trong máy photocopy, số cái loại máy các cái động cơ mà chạy trong các cái máy photocopy ha, hoặc là trong số cái thiết bị đó sử dụng động cơ một chiều. Thì cái đặc tính của nó về moment nó tốt, về đặc tính về điều khiển nó dễ dàng hơn so với động cơ xoay chiều, động cơ không đồng bộ. Hoặc là một số cái hệ thống trong công nghiệp ha, các cái máy máy cán hoặc là các cái máy kéo trong công nghiệp nó sử dụng để cán thép hoặc là kéo sợi vân vân. Hoặc là các cái máy mà trong trong công nghiệp dệt may ha, cần có cái moment kéo lớn thì nó sẽ dùng máy động cơ một chiều. Thì các cái động cơ một chiều trong công nghiệp này thì công suất nó rất là lớn ha. Rồi hoặc là các cái phương tiện vận vận chuyển ví dụ các cái xe chạy trong hầm mỏ, các cái xe mà vận chuyển hàng ha, các cái xe nâng chạy điện ha, nâng chạy điện thì nó dùng động cơ một chiều hết. Các cái xe điện rồi các cái hệ thống bơm bơm mà bơm gọi là bơm thủy lực á. Bơm thủy lực nó khác là cái bơm nước bình thường nha mấy. Bơm thủy lực là cái loại bơm nó dùng để nó bơm các cái dầu ở trong các cái ống thủy lực. Ống thủy lực nó dùng để truyền 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 cơ năng đi ví dụ như các cái loại mà máy các cái loại máy xúc. À, mấy em thấy nó có mấy cái ống mà thủy lực màu trắng trắng ở trong, nó điều khiển cái cần cái càng xúc á ha. Các cái ống piston trắng đẩy
đẩy lên đẩy xuống ha, thì nó dùng gọi là đó là gọi là dùng thủy lực để điều khiển ha. Thì các cái loại mà bơm chất lỏng trong các ống thủy lực thì nó gọi là nó thường nó dùng động cơ DC ha, tại vì cái mô men bơm thủy lực tiếng Anh nó là hydraulic pump ha, hydraulic là thủy lực. Rồi, một cái hình ảnh của một cái động cơ dạng một chiều dạng đơn giản ha, người ta dùng mình dùng một cái cục pin này đặt lên trên một cái đế là cái 500, rồi dùng một cái vòng dây đồng vòng dây đồng này mình uốn hình dạng gì cũng được ha, để nó tiếp xúc với hai cực của cục pin, ở trên này tiếp xúc với cực dương ha, ở dưới này tiếp xúc cực âm, thì nó tạo một dòng điện chạy ở trong cái dây đồng ha. Rồi dòng điện đó nó sẽ chịu lực từ do cái 500 ở bên dưới này, 500 ở dưới đế cái cục pin đó, lực từ nó tác động của 500 tác động lên cái dòng điện chạy trong cái vòng dây thì nó sinh ra cái mô men quay. Cái này cũng là một cái ứng dụng đơn giản để tạo một cái động cơ một chiều, dùng một cái cục nguyên pin đó, nguyên pin này cái đầu âm nó sẽ được nối vào một cái dây đồng này nó vòng lên phía trên á, rồi nó chạm vào cái phía đuôi của cái con ốc này ha. Con ốc này nó chạm vô cái cục 500 này, 500 này dẫn điện nha, 500 này rồi 500 nó từ hóa cái loại sắt để thành cái 500 thôi. Rồi cái đầu dương con vít này chạm đây thì nó sẽ có cái dòng điện nó chạy từ cục pin nó chạy qua cái con vít này, con vít này nó được trong từ trường của cái 500 này thì nó chịu lực từ và nó tạo cái moment quay thôi. Rồi, thì đó là cái động cơ một chiều đơn giản ha. Lát nữa mình sẽ đi vào phân tích cái động cơ một chiều. Rồi, thì đó là các cái ứng dụng mà đối với sử dụng cái động cơ một chiều trong thực tế mà mình có thể gặp. Rồi, thì trước tiên nói về cái ưu điểm của cái động cơ một chiều. Thì ưu điểm đó là nó có cái đặc tính điều chỉnh tốc độ rất là tốt ha. Có thể điều chỉnh tốc độ dễ dàng. Và cái moment nó lớn nữa nên người ta thường sử dụng ở trong các cái hệ thống mà nó cần có cái khả năng điều chỉnh tốt, là ví dụ như hệ thống cán thép, hầm mỏ, giao thông vận tải đúng không? Các cái xe điện nó cũng sử dụng động cơ một chiều. Rồi, máy phát điện một chiều ngược lại với động cơ thì là máy phát thì nó phát ra điện một chiều thôi. Thì cái điện một chiều từ máy phát ra nó sẽ dùng một số cái mục đích, có thể nó cấp nguồn cho các cái động cơ một chiều, hoặc là nó dùng để kích từ cho các cái máy phát điện đồng bộ. Thì máy phát điện đồng bộ mấy em sẽ học ở cái môn máy điện hai. Thì nói chung khi nào mình cần nguồn một chiều thì mình phải sử dụng cái máy phát một chiều để phát ra điện, chưa không không có tính tới mấy cái loại pin ắc quy ha. Pin ắc quy rồi thì nó sử dụng cái năng lượng hóa học để nó chuyển hóa thành dòng điện một chiều ha. Còn muốn phát ra điện một chiều bằng máy phát thì nó có cái máy phát một chiều phát ra điện. Ngược với ưu thì nó có cái nhược điểm mà cái máy điện một chiều cái động cơ hoặc máy phát một chiều thì có cái nhược điểm đó là cái giá thành nó cao, chế tạo nó phức tạp hơn, mất tiền, do nó sử dụng nhiều cái thành phần kim loại màu hơn, sử dụng nhiều dây đồng hơn á, sử dụng nhiều dây đồng hơn so với cái máy điện xoay chiều đã khảo sát. Rồi cái chế tạo về cái cổ gót với chổi thang nó có cái cấu tạo, lát nữa mình sẽ qua cái phần cấu tạo, thì cái phần đó nó dễ bị hư hỏng á, chỗ nó khi động cơ nó quay thì cái chỗ cổ gót và chổi thang nó có ma sát và nó sinh tia lửa điện, nó gây hư hỏng mòn ha, phải thay thế bảo trì thường xuyên. Thì đó là cái nhược điểm của cái máy điện một chiều. Thì cái công suất máy điện một chiều thì nó có thể lớn nhất có thể đạt tới là khoảng 10.000 kW, đúng không? Là lớn nhất, nhưng mà thực tế thì nó khoảng tầm trong thực tế các cái công suất cái máy điện một chiều mà trong công nghiệp thì nó khoảng tầm vài chục kW ha, hàng trăm kW thôi. Còn 10.000 kW thì là dạng siêu lớn rồi. Và điện áp thì nó khoảng vài trăm cho tới 1.000 V, điện áp định mức làm việc ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái cấu tạo. Thì đây là hình dạng cấu tạo bên trong của một cái máy điện chiều. Nó gồm có stator và rotor, nên nó gồm hai phần ha.
Sata là phần đứng yên này, rota là phần quay ở giữa. Nó cũng giống như cái máy điện xoay chiều thôi, nó cũng có stator với rotor, hai cái phần chính này. Mình có thể ghi ghi tóm tắt ngắn gọn lại ha. Thì cấu tạo nó gồm có hai phần, stator là phần tĩnh, phần đứng yên á. Stator ở đối với máy điện một chiều thì nó còn gọi là phần cảm nha em, phần cảm. Phần cảm là gì? Phần cảm là cái phần sinh ra từ trường chính ở trong cái máy điện một chiều. Đối với máy điện một chiều thì phần cảm nó là chính là cái phần 500 điện này. Mấy em thấy cái phần đứng yên này á, là hai cái cục 500 ha. NS là cục 500 này ha, hai hai mạnh của 500. Cực bắc cực nam. Một cực bắc một cực nam. Rồi, rota là cái phần quay. Thì rota đây ở giữa nó quay ha. Thì rota nó còn gọi là phần ứng. Lưu ý cái đối với máy điện một chiều nó có hai phần gọi là stator và rotor, phần tĩnh và phần quay, nhưng đồng thời á còn có cách gọi khác, nó là phần cảm và phần ứng. Lưu ý nha, phần cảm thì nó là cái phần sinh ra từ trường. Lưu ý phần cảm là phần sinh ra từ trường. Ở đây phần cảm là hai cục 500 hai bên này, N và S này. Thì phần cảm này có thể không phải là cục 500 mà là cuộn dây quấn lên trên lò sắt, thì nó cũng tạo thành cái 500 điện nha mấy em. Thì cái phần cảm là phần sinh ra từ trường, lưu ý nha. Nhớ phần cảm là phần sinh ra từ trường chính trong máy. Còn phần ứng là phần sinh ra dòng điện chính ở trong máy. Nếu là máy phát, thì nếu cái này là máy phát ha, thì cái phần phần rotor quay này nó sẽ sinh ra dòng điện và mình sẽ lấy ra ngoài. Hai cái dây này để lấy dòng điện ra ngoài. Nó gọi là phần ứng. Hoặc là nếu nó là cái động cơ thì phần ứng là cái phần mà mình cấp điện vô cho nó để nó chạy, đúng không nhé. Phần ứng là cái phần mà cấp dòng điện chính vô trong đó. Thì trong phần ứng thì dòng điện nó sẽ lớn ha, trong phần ứng dòng điện nó sẽ lớn. Còn phần cảm là cái 500 này thì nếu mình dùng 500 điện á thì phần cảm mình phải cấp dòng điện vô, gọi là dòng điện kích từ, thì phần cảm dòng điện nó sẽ nhỏ hơn. Phần cảm là cái phần kích từ á, phần tạo ra từ trường thì dòng điện nó sẽ nhỏ, đúng không nhé. Phân biệt phần cảm và phần ứng. Cái chữ phần cảm nó khác với chữ stator nha mấy em. Stator là phần tĩnh. Còn ở đây đối với cái máy điện một chiều thì phần tĩnh nó sẽ là phần cảm luôn. Phần cảm là cái phần phát ra từ trường á, nó gọi là phần cảm. Phần ứng là cái phần phát ra dòng điện nếu nó là máy điện máy máy phát điện ha, hoặc là nơi mà mình cấp điện chính vô cho nó chạy á, nó gọi là phần ứng. Phần ứng nó sẽ chứa dòng điện chính trong đó, cái dòng điện chính chạy vô cái máy thì nó sẽ vô phần ứng, lưu ý ha. Hoặc là máy phát điện thì phản ứng là phần phát ra dòng điện chính, phát ra dòng điện ha. Rồi, nhớ phân biệt phần cảm và phần ứng nha. Cái ý nghĩa của nó khác với chữ stator và rotor. Nhưng mà đối với máy điện một chiều thì cái stator nó là phần, nó sẽ dùng cái phần cảm nó nằm ở stator và phản ứng nó nằm ở rotor, đúng nha. Đối với máy điện một chiều. Rồi, đây là cái hình cấu tạo ha, nguyên cái máy này. Thì cái phần đứng yên là cái phần bên ngoài đây. Nó có cũng có các cái cực từ đây, em thấy nó có bốn cái cực từ ha, bốn cực từ nằm ở bên ngoài. Cái vỏ ngoài đây bằng thép ha, cái vỏ ngoài bằng thép này. Thì cái vỏ ngoài này vừa chức năng bảo vệ, vừa có chức năng dẫn từ trường, từ trường nó sẽ chạy trong cái loại thép này, cái vỏ. Đồng thời trên cái vỏ nó sẽ gắn bốn gắn các cái cực từ, tùy máy ha, có máy nhiều cực, có máy ít cực rồi. Rồi thì bốn cái cực từ này được gắn trên cái vỏ ha, bốn cực từ này nó dẫn từ trường. Khi mình cấp cái cuộn dây, cái dây quấn này quấn lên trên các cái cực từ này, mình cấp dòng điện vô thì nó sẽ sinh ra từ trường. Thì lưu ý các cái này chức năng nó chỉ là cái 500 điện thôi, tạo ra từ trường thôi nha mấy em. Dòng điện cấp vô các cái cực từ này gọi là dòng kích từ. Thay vì mình gắn các cái 500 vĩnh cửu như cái hình trước này, đây là 500 vĩnh cửu. Thì mình không cần cấp điện gì vô hết, nó có từ trường sẵn. Cái 500 vĩnh cửu nó có từ trường sẵn ha. Còn đối với các cái máy mà công suất lớn thì mình phải gắn cái 500 điện. Thì 500 điện này mình phải cấp dòng điện vô thì nó mới có sinh ra từ trường trong này ha. Thì bốn cái cực này là gọi là bốn cái cực từ SATA. Thì cực từ này chức năng chỉ là cái 500 điện thôi nha mấy em. Nó là cái 500 điện ha, cái phát ra từ trường. Từ trường này nó sẽ xuyên qua cái rotor. Nếu chỗ này không dùng 500 điện mà dùng 500 vĩnh cửu gắn bốn cục 500 vĩnh cửu vô thì nó vẫn chạy được. Không cần cấp điện nữa.
Rồi, nhưng mà công suất lớn thì bắt buộc phải dùng 500 điện ha, 500 mình cửu nó không có đủ từ trường, nó yếu ha. Rồi, ở giữa này là cái rotor. Rotor này thì nếu đây là máy phát thì cái rotor này nó sẽ phát ra điện ha. Rồi, điện nó sẽ được nối ra ngoài thông qua cái chổi thang. Nó sẽ có cái vành trượt và cái chổi thang nó đưa cái cổ gót và chổi thang ha, đưa điện ra ngoài. Đây, cái dây điện nó vô nó qua cái chổi thang là bốn cái chấm màu đen này. Cái chổi thang này đứng yên ha. Còn cái vành trượt này nó gắn vô rotor thì nó sẽ xoay. Thì nó tiếp xúc thông qua cái chỗ thang với bằng trường ha, để nó truyền điện ra nếu là máy phát, hoặc là cấp điện vô cho nó chạy nếu là động cơ ha. Động cơ thì mình cấp điện vô đây, nó sẽ dòng điện nó sẽ chạy vô trong rotor. Thì dòng điện rotor nó sẽ tương tác với từ trường của stator để nó tạo cái moment quay ha. Lát nữa mình sẽ đi vào cái nguyên lý hoạt động sau. Rồi, thì đó là cái cấu tạo ha. Cơ bản là như vậy. Thì mình sẽ đi chi tiết từng cái thành phần một. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái phần stator trước ha. Stator. Thứ nhất là stator ha. Rồi thì stator còn gọi là phần tĩnh hay còn đó là phần cảm đối với cái máy điện một chiều ha. Phần cảm là cái phần sinh ra từ trường nha. Nó cái đi đang nhắc lại như vậy. Rồi thì stator nó gồm có cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy và cơ cấu chổi thang. Mình ghi chú cái này lại ha, nốt lại cho nó dễ dễ mình nhớ. Thì cái phần tĩnh nó gồm các cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy và chổi thang. Đây. Thì đây là cái cấu trúc của cái stator. Cái này là cái phần gọi là gông từ này, cái phần xung quanh này gọi là gông từ. Thì nó đồng thời là cái vỏ máy luôn nha mày, vỏ máy. Nó có thể đúc bằng thép ha, hoặc là nó là dùng cái thép tấm mình cuốn lại, cuốn cái tấm thép lại ha. Thì mấy em thấy nó khác so với cái máy điện xoay chiều ha mấy em. Máy điện xoay chiều thì người ta phải đúc nguyên thành các cái tấm thép kỹ thuật điện rồi người ta ghép lại với nhau đúng không? Còn đối với máy điện một chiều thì nó dùng thép đúc hoặc là thép tấm ha, nó đúc nguyên khối lại. Rồi các cực từ này, các cực từ này thì nó ghép một số cái miếng thép lại với nhau. Hay có thể đúc nguyên khối tùy tùy loại ha, có thể đúc nguyên khối luôn, đúc nguyên cái cực từ luôn ha. Thì tại sao nó không có dùng nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại mà nó phải đúc, nó lại làm cái cách đúc cho nó đơn giản à. Thì thực sự ha, các cái cực từ này có thể nó rời à, người ta sẽ gắn bằng bằng bù lông mình gắn cái cực từ vô trong cái vỏ ha. Thì cái này không cần phải làm giống như cái động cơ xoay chiều tại vì sao? Tại vì cái này chức năng nó là giống như cái 500 điện thôi. Dưới cái stator bây giờ nó như cái 500 điện ha. Mình cấp điện một chiều vô để nó tạo thành cái 500. Thì nó sẽ không có cái nó sẽ ít ít cái không có cái hiện tượng từ trễ. Từ trễ hoặc là cái hiện tượng dòng xoáy Foucault, dòng điện cảm ứng ha, dòng xoáy Foucault, dòng điện xoáy ở trong trong cái loại. Nó không có như máy điện xoay chiều ha. Máy điện xoay chiều do cái dòng điện xoay chiều nên từ thông nó biến thiên. Từ thông biến thiên nó sinh ra dòng điện xoáy ha. Rồi nó có hiện tượng từ trễ. Còn máy điện một chiều thì nó không có cái hiện tượng này. Nên là mình chỉ cần dùng thép tấm là được rồi. Hoặc là thép đúc đúc nguyên khối ha. Chứ không cần phải làm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau nữa. Thép dạng thép bình thường thôi, không cần phải thép kỹ thuật điện luôn á. Thì do vì nó không có các cái hiện tượng thì như dòng xoay chiều á, hiện tượng từ trễ rồi sự biến thiên từ thông rồi cái dòng điện Foucault, dòng điện xoáy nó không có nên mình không cần phải chế tạo đặc biệt giống như cái động cơ xoay chiều, làm đơn giản thôi, đúc đúc bằng thép hoặc là bằng nói chung là phải bằng vật liệu dẫn từ nha mấy. Cái vỏ này không được đúc bằng nhôm á, làm bằng nhôm thì nó sẽ không có dẫn từ được, phải bằng thép. Rồi các cực từ cũng vậy, thì nó đơn giản nó là cái 500 điện thôi, đơn giản nó chỉ là cái 500 điện thôi. Rồi đây bên ngoài là cái stator này ha. Trên này nó có các cực từ, em nhìn thấy các cực từ không? Rồi trên cực từ này người ta sẽ quấn các cái cuộn dây đồng. Các dây quấn này nó sẽ khi cấp dòng điện vô nó sẽ biến các cái cực này thành các cái 500 điện các cái 500 điện. Rồi thì trước tiên mình nói cực từ chính trước cái cực từ chính là ở đây cực từ chính là những cái cực lớn này ha, gọi là cực từ chính. Thì cực từ chính là đó làm bằng thép kỹ thuật điện hoặc là thép carbon, thép bình thường cũng được.
rồi nó có thể ghép các cái miếng lại với nhau, các miếng ghép lại với nhau ha. Rồi cái dây quấn thì nó bằng dây đồng, có một cái điện dây điện từ à. Thì cái dây quấn thì giống như cái máy điện xoay chiều thôi, dùng dây điện từ quấn ha. Rồi đây là hình ảnh cái starter đây ha. Cực từ chính là các cái cực lớn này, bốn cái cực từ chính là bốn cái cực lớn này. Rồi ngoài ra nó sẽ có các cực từ phụ thì nó nhỏ hơn. Thì cái nhiệm vụ cực từ phụ thì nó sẽ làm chức năng là gọi là cải thiện đổi chiều. Cái đa phần cải thiện đổi chiều mình sẽ nói rõ hơn ở cái nội dung phản ứng cái phần sau ha. Thì cực từ phụ mục đích thường thì nó cực từ phụ nó cũng làm bằng thép á, đúc bằng thép ha. Nó nằm xen dẹ giữa với các cực từ chính à. Và nó có dây quấn giống như cực từ chính luôn nhưng mà nó nhỏ hơn, cực từ phụ nó nhỏ hơn à. Tương tự cực chính nhưng mà nó nhỏ hơn tí à, nhỏ hơn. Tiếp theo là gông từ. Gông từ là cái phần vỏ bên ngoài này à. Gông là gì? Gông là cái phần mà dẫn từ trường nhưng mà nó không có quấn cuộn dây trên nách thì nó gọi là gông á. Các cực từ thì nó là nơi quấn cái cuộn dây trên, còn gông từ là cái phần nó khép kín cái mặt từ á, nó nằm bên cái vỏ bên ngoài á, nó sẽ khép kín cái mặt từ. Gông từ á dùng để nối với các cái cực từ đồng thời làm vỏ máy. Trong máy điện loại nhỏ thì người ta dùng cái gông từ cái vỏ máy thì người ta dùng thép tấm, người ta uốn lại uốn thành hình tròn lại ha. Dùng tấm thép uốn lại thôi, đơn giản ha. Còn máy lớn thì người ta đúc đúc nguyên khối ha, đúc lại. Thì lưu ý là cái vỏ máy nó dùng bằng gang nha mày, à bằng bằng thép thì nó nhập bằng thép ha, không dùng bằng gang. Gang thì cái dẫn từ nó rất là kém ha, gần như là không dẫn từ. Các cái máy điện một chiều à, vỏ thì nó bằng thép, còn máy điện xoay chiều có thể vỏ nó bằng gang ha. Máy điện xoay chiều dùng các cái động cơ xoay chiều á thì vỏ nó bằng gang, còn ở trong cái ruột nó có cái stator bằng thép riêng. Còn máy một chiều thì cái vỏ nó là chính là cái stator luôn rồi, cái vỏ nó là cái phần gông từ á, nên bắt buộc nó phải làm bằng thép ha. Không dùng nhôm, không dùng gang ha, không dùng các vật liệu mà nó không dẫn từ. Rồi nắp máy thì cái phần nó đậy ở đầu với cuối của cái động cơ của cái máy điện ha. Ở trên đó sẽ có cái chỗ để gắn cái ổ bi để đỡ cái trục trục quay của động cơ. Tiếp theo là cái cơ cấu chổi thang. Cái phần chổi thang nó nằm ở trên stator nha các em. Thì đây là hình ảnh của một số cái chổi thang ha. Thì chổi thang là gì? Chổi thang nó là một cái phần để nó tiếp điện vào trong cái rotor, cái phần quay của cái máy ha. Thì hồi nãy mình nói rồi, cái rotor là cái phần gọi là phản ứng á, phần mà nó có dòng điện chính nó chạy trong đó mà muốn cấp điện vô cho một cái rotor, vì cái rotor nó quay, cái rotor nó quay ha em. Nếu mà nối cộng dây điện vô trong cái rotor thì khi nó quay thì cái dây nó sẽ bị xoắn lại đúng không, không thể nào nối trực tiếp cái dây vào cái rotor được. Đối với cái động cơ xoay chiều, cái máy điện xoay chiều mà mình học á, máy điện không đồng bộ á, thì cái dòng điện ở trong rotor là cái dòng nó nhờ cái từ trường quay nó quét qua các cái dây quấn thì nó sinh ra cái dòng điện cảm ứng trên nắp. Còn đối với máy điện một chiều thì cái dòng điện trong rotor là mình cấp từ bên ngoài vào, cấp dòng điện một chiều vào. Mà muốn cấp điện vô mà phần quay á, thì mình bắt buộc phải truyền thông qua cái chổi thang á. Cái chỗ thang này nó sẽ kén cố định và nó tiếp xúc vào cái bàn trượt ở trên cái rotor. Được. Thì cái chỗ thang thì hình dạng nó như thế này, nó sẽ có cái lò xo để nó ép cái chỗ thang vào cái trục rotor để nó truyền điện vào. Thì đây là cái cơ cấu chỗ thang, cái này nó có cái một cái hộp nó chứa cái chỗ thang ha, rồi nó có lò xo, chỗ này có lò xo nó ép cái chỗ thang vô. Ở giữa này nó sẽ là cái trục rotor, trên đó nó có một cái gọi là cái cổ gót, cái cổ gót lát nữa mình sẽ quan sát cái cổ gót sau ha. Thì cái chổi thang này à, đây là cái hộp này dưới chổi thang ha. Ở giữa này là cái chổi thang ha, nó sẽ ép vào cái trục rồi ở giữa nó sẽ có cái trục rotor, ở trên đó nó có cái cổ gót đây à, đây là cái chổi thang ha, nó sẽ ép vào cái rotor là phần quay, thì trên này nó sẽ có cái cổ gót, cái phần này gọi là cổ gót ha. Thì nó sẽ truyền dòng điện từ phía ngoài ha, đi qua chổi thang và truyền vào cái cổ gót này.
cột gốc này quay, còn cái chỗ thang nó trượt, nó sẽ trượt bên trên cái cột gốc này ha, nó truyền điện vào trong. Thì cái chỗ thang này có tạo nó bằng vật liệu, nó chế tạo nó bằng bằng gọi là bằng than chì á, graphite, graphite. Thì lý do là vì cái than chì, cái đặc trưng nó là nó dẫn điện tốt mà, than chì có thể nó dẫn điện à. Rồi nó chịu nhiệt, cái khả năng mà tiếp xúc vào cái này thì cái chỗ thang này nó mềm à. Thì khi cột gốc nó quay à, khi mà cái rotor quay á, thì cái chỗ tiếp xúc giữa cái chỗ thang với cột gốc này nó sẽ có sinh ra cái ma sát rất lớn. Ma sát thì nó sẽ làm mòn một trong hai cách. Thì người ta dùng cái chỗ thang nó là mình than chì á, nó mềm thì ma sát thì cái chỗ thang nó sẽ mòn, chấp nhận mòn chỗ thang á, cái gỗ gót nó sẽ ít bị mòn hơn. Rồi cái hồ quang sinh ra nữa thì nó làm mòn cái chỗ thang là chính. Cái phần chỗ thang nó sẽ chịu và hư hao á, thì mình thay cái chỗ thang rất là dễ, mình chỉ cần rút cái chỗ thang ra thay cái chỗ thang mới vô thôi, giá thành nó rẻ. Thay vì phải nếu mà hư cổ góp thì mình thay cổ góp nó tốn tiền á, thì người ta dùng cái chỗ thang. Lý do là vậy. Thứ hai là cái chỗ thang đó bằng vật liệu, bằng cái graphite thì nó cái khả năng gọi là giống như nó trơn á, nó ma sát nó thấp. Mấy em lấy cái bút chì mấy em tô lên trên tờ giấy, rồi mấy mấy em lấy tay mấy em xoa xoa chè chè chỗ đó, mình sẽ thấy nó láng láng, nó trơn á, ma sát nó thấp, nên người ta dùng vật liệu là than chì nha. Rồi thì cái cơ cấu chỗ thang nó dùng để đưa dòng điện từ cái bên ngoài vào cái rotor, hoặc là ngược lại, nếu máy phát thì khi phát điện ra thì cái chỗ thang nó sẽ lấy điện ra ngoài. Rồi, chỗ thang đặt trong lò, hộp chỗ thang nhờ một cái lò xo tùy chặt cái chỗ thang lên trên cột gốc. Hộp chỗ thang là cố định ở trên cái store luôn á, cái giá chỗ thang nó có thể điều chỉnh được. Thì để mình quay nó riêng, mình thay cái chỗ thang thôi giống gì hết. Rồi, tiếp theo là cái rotor. Thì cái rotor là cái phần quay á, thì đồng thời nó còn gọi là phần ứng. Phần ứng là cái phần mà có dòng điện chính chạy trong đó, dòng điện chính trong máy á, nó sẽ chạy trong phần ứng đó nha. Phần cảm là phần sinh ra từ trường ha, phần ứng là phần sinh ra dòng điện nếu là máy phát, hoặc là nó sẽ cấp dòng điện chính vào nếu là cái động cơ ha, mình sẽ cấp điện vào đó. Đây, đây là hình ảnh cái rotor, đây là phần dây quấn trên rotor ha, dây quấn phần ứng. Cái này là cái cột gốc nơi mình cấp điện vô cho nó. Rồi cái trục ở đâu, hai đầu trục nó có hai cái ổ bi để cho nó quay ha. Vào đây thì cái chỗ thang nó sẽ ép vào trong cái cột gốc này, nó sẽ truyền điện vô trong cái rotor. Thì rotor này nó cũng gồm có dọn lõi thép và dây quấn à, giống như máy điện xoay chiều ha. Cái rotor nó sẽ có cột gốc à, nó có lõi thép và cái dây quấn. À, nó báo còn 10 phút nữa thì hết 10 phút thì mình sẽ vào lại nha em. Là cái này cái zoom này nó không có bản quyền hết. Rotor là phần quay à, còn gọi là phần ứng. Phần ứng là cái phần dòng điện chính chạy trong đó, nhớ nha, dòng điện chính của máy nó sẽ chạy trong phần ứng. Thì nó gồm có lõi sắt, hai dây quấn, cổ gót. Cái cổ gót thì nó nằm ở trên rotor, cổ gót còn có tên gọi là vành gót hoặc là vành đổ chiều. Ngoài ra có thể gắn thêm cánh quạt để tản nhiệt ha, và cái trục rotor để cho cái rotor nó quay ha. Mình nốt lại, mình ghi ngắn ráng tắt lại những cái chỗ này nha mấy. Thì nếu mà ghi không kịp thì bữa sau mình coi lại video rồi mình ghi lại, mình ghi chú nó ra để ngồi coi, không thì không có nhớ đâu nha. Hoặc thì có tại nãy giờ mình cũng có coi qua rồi ha. Rồi thì cái loại sắt rotor à, cấu tạo loại sắt nó như thế này, nó sẽ gồm nhiều lá thép và nó ghép lại với nhau. Chúng ta nó gồm nhiều lá thép ghép lại với nhau. Rồi ở ở trong thì nó sẽ có các cái rãnh như thế này, các cái rãnh. Mình ghép thành hình trụ thì nó thành một cái rãnh sâu á, để mình đặt dây quấn vào. Rồi ngoài ra nó có cái khe hở này để mình nhét cái gọi là nhét cái nêm ha, nhét cái nêm để mình chèn cái dây lại, để khi cái rotor nó quay thì cái dây nó không bị văng ra ngoài. Rotor mấy một chiều nó quay rất là nhanh ha. Nếu mà không có cái chêm chêm lại thì dây nó sẽ bị văng ra ngoài. Nó ghép nhiều lá lại giống như cái động
giống như cái rota dây quắn của cái động cơ xoay chiều nhé, động cơ trong đồng bộ ha. Cái rota thì cái phần dòng điện chính nó sẽ chạy trên rota, nên từ trường các cái hiện tượng về cảm ứng từ trên đó nó sẽ mạnh ha. Người ta sẽ dùng các kỹ thuật điện ghép nhiều lá lại với nhau. Rồi, mình ghi cái phần lõi sắt ha, dùng thép kỹ thuật điện ghép các cái lại với nhau đó, sơn cách điện ha, tại vì cái rotor nó quay ha, rồi nó cắt các cái đường xích từ từ stator thì nó cái hiện tượng ha, các cái hiện tượng về cái từ trễ trên đó nó sẽ lớn ha, rồi có dòng điện xoáy trên đó. Rồi, cái rotor nó khác stator ha, cái rotor thì nó phải quay ở trong cái từ trường của stator, nó có sự biến thiên từ không trong đó, nên phải sử dụng là thép kỹ thuật điện ghép các cái lá lại với nhau. Rồi, trên cái lá thép thì có dập rãnh để đặt dây quắn. Rồi, ngoài ra nó có thể có các cái lỗ thông gió để nó làm mát ha. Rồi, thì đó là cái bằng sắt. Tiếp theo là cái dây quắn. Thì dây quắn rotor thì nó bằng dây điện từ đó, nó quắn trên các cái quấn vào trên các cái ở trên cái lõi sắt ha. Rồi người ta có nêm, em thấy nó có nêm một cái miếng nêm này, miếng nêm này nó sẽ giúp ép chặt cái dây quấn vào cái rotor. Tại vì cái máy điện một chiều thì rotor nó quay tốc độ rất là cao ha. Nếu mà không có cái chêm thì nó có thể nó văng cái dây ra ngoài luôn ha, tốc độ cao nó làm văng cái dây ra ngoài. Rồi cái dây quấn thì nó sẽ được nối hàng vào các cái đầu dây quấn, nó sẽ hàng vào cái phần cổ góp ở đây. Mình thấy cái cổ góp nó sẽ có rất là nhiều cái tiếng góp ha. Đáng nữa nói cấu tạo mình sẽ nói kỹ hơn chuyện này. Nói cái phần hợp đồng mình sẽ nói cái lý do tại sao nó có nhiều cái tiếng góp như này. Em để ý cái cổ góp này nó sẽ gồm có nhiều cái tiếng góp. Nè, em thấy nó có nhiều cái sập ha. Đó là những cái tiếng góp nó ghép lại với nhau nhiều tiếng ha. Nè, còn đây là dây quấn bình đồng ha. Dây quấn thường là bằng dây đồng đó, sơn cách điện dây điện từ. Rồi, đối với công suất nhỏ thì người ta dùng cái dây tiết diện tròn, còn công suất lớn thì dây nó sẽ dùng dây tiết diện hình chữ nhật. Thì tại vì dây tiết diện hình chữ nhật thì khi quấn cái dây hình tròn thì khi quấn nó sẽ có khoảng trống ở giữa nhiều á, dây hình chữ nhật thì nó sẽ quấn sát với nhau hơn. Rồi, dây quấn thì được cách điện với loại có đặt nêm ở miệng để tránh dây văng ra khi rotor nó quay. Yeah, tiếp theo là cái cổ gót. Cổ gót thì nó gồm có nhiều cái phiến gót ghép lại với nhau. Đây là cái cổ gót hình tròn ha, thì nó gồm có nhiều cái phiến như này ghép lại với nhau. Đây là hình ảnh cái cổ gót của em. Thì em nhìn cái cổ gót này nó gồm có nhiều cái miếng đồng nó ghép lại với nhau ha. Mỗi miếng này gọi là một cái phiến gót. Mỗi miếng là một phiến gót. Thì giữa các cái miếng này nó cách điện với nhau nha em. Giữa nó sẽ có cái lớp mica nó cách điện giữa các cái phiến gót này. Giữa các cái miếng này nó cách điện với nhau, chú ý nha. Chứ không phải là nó dính chung vậy là nó truyền điện lẫn nhau đâu, nó cách điện riêng hết á. Mỗi miếng nó cách điện với nhau hết. Rồi. Thì cái phiến góp này mỗi phiến nó sẽ nối vào một cái đầu nối tương ứng với cái cuộn dây ở trên cái rotor ha. Trên rotor này sẽ có nhiều cuộn dây. Mỗi cuộn dây nó sẽ được nối với một cái phiến góp tương ứng. Thì cổ góp này nó gồm có nhiều phiến góp. Thì bao nhiêu phiến góp thì tương ứng với bấy nhiêu cuộn dây ở trên cái rotor ha. Một cuộn dây nó có hai đầu ra thì nó sẽ gắn lên hai phiến góp ha. Gắn lên hai phiến góp đối diện nhau. Thì cổ góp nó sẽ gồm rất là nhiều cái phiến góp nó ghép lại với nhau ha. Thì chức năng cổ góp nó có dùng để đổi chiều dòng điện xoay chiều thành một chiều. Thì lát nữa mình coi cái nguyên lý thầy sẽ nói rõ hơn ha. Cổ góp chức năng là làm tác dụng là đổi chiều dòng điện để nó thành dòng một chiều, đúng không nhá. Rồi nó gồm có nhiều phiến góp bằng đồng cách điện với nhau bằng mica, các phiến góp này cách điện với nhau ha, và nhiều phiến góp nó ghép lại nó tạo thành cái cổ góp hình trụ tròn ha. Thì cố gắng đi nhanh nhanh để mình đi hết được cái phần tổng quan về cái máy điện một chiều ha.
Rồi, đây là cái tiếp theo là cái cánh quạt. Không cần lắp thì nó nhiêu đây thôi. Tức là cánh quạt, thì nó toàn là mát cho cái máy điện thôi, không có gì hết á. Tương tự như cái máy điện sẽ chiều hơn. Cánh quạt nữa để làm mát máy, à, được gắn trên trục của rotor thì nó quay thì nó hút gió vào, nó làm mát cho cái động cơ thôi. Là trục máy là nơi gắn lên cái rotor lên, à, truyền cái cơ năng ra ngoài. Cái trục máy thì nó sẽ truyền cái cơ năng ra bên ngoài á, mình gắn vào trong các cái cơ cấu truyền động. Thì đối với cái máy điện một chiều á, cái trục nó phải làm bằng loại thép carbon tốt, nói chung là thép tốt á, thép nó có được gia công tốt, nó rèn rồi, nó gọi là nó tôi luyện tốt á. Cái thép nó tôi rất là tốt, cứng, chịu lực. Rồi trên trục thì nó sẽ gắn, gắn được gắn lên trên cái cổ vót, gắn lên trên cái cổ bi ha, có cổ vót và cánh quạt gắn trên đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái nguyên lý. À, thì trước khi đi vào nguyên lý thì chắc để mình, cái zoom nó sắp hết giờ rồi, chắc phải tắt luôn, phải quay lại ha. Sẽ hao cái zoom và thầy quay lại nha em. Này lớp mình có vẻ online hơi ít ha. Thì cái video thầy quay lại thầy sẽ up lại lên trên Classroom ha. Nếu mình theo dõi một lần chưa nắm được thì cố gắng coi lại ha. Ra thì nó cũng không có cái gì khó, đơn giản. Coi một vài lần cho nó nhớ, chủ yếu mình nhớ được cái cấu tạo, cái nguyên lý hoạt động. Cái phần thi cuối kỳ có thể trắc nghiệm thì các cái câu hỏi trắc nghiệm nó cũng đi vào các cái nội dung này á, mình phải biết để mình trả lời trắc nghiệm cho đúng. Dạ, tiếp theo là cái nguyên lý làm việc. Thì nguyên lý làm việc thì mình sẽ khảo sát một cái máy điện đơn giản để nó dễ hiểu ha. Thì trước tiên mình khảo sát cái nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều, máy phát điện nha mấy, máy phát điện một chiều. Lát nữa mình sẽ nói động cơ sau. Trước tiên là nguyên lý làm việc của máy phát điện ha. Thì mình sẽ khảo sát một cái máy phát điện đơn giản, nó chỉ có một cái vòng dây như thế này thôi, một vòng dây ha, và mình cho nó quay trong cái từ trường của 500. Thì nhớ lại cái phần mà đứng yên này, hai cái cục 500 hai trái phải này là gọi là stator ha, hay còn gọi là cái phần phần cảm. Phần cảm là phần sinh ra từ trường, cái 500 này nó sẽ sinh ra từ trường ha. Còn cái rotor là cái phản ứng, cái dây quấn này gọi là phản ứng, là phần sinh ra dòng điện. À, cái máy phát thì chỗ này nó, cái dây quấn này sẽ sinh ra điện. À, thì mình cho cái dây quấn này quay, quay, muốn nó quay thì mình phải dùng một cái động cơ mình kéo đúng không em? À, thì mình có thể dùng tay mình đẩy cho nó quay, hoặc là dùng một cái động cơ điện, một cái động cơ khác ha, một cái động cơ bất kỳ ha, kéo nó cho nó quay. Thì cái khi cái vòng dây này nó quay á, nó quay trong từ trường thì nó sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng ở trong này, theo cái định luật cảm ứng điện từ ha. Thì khi mà từ thông gửi vào vòng dây này biến thiên, tại vì khung dây này nó quay á, nó quay thì từ trường của 500 này gửi qua cái khung dây này sẽ biến thiên, do cái mạch tiết diện của khung dây nó quét qua từ trường ha, thì khi nó quay thì sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên đó ha. Thì mình sẽ đi, thầy sẽ chiếu một cái video để mình coi để cho nó dễ hiểu hơn ha. Rồi, trước tiên là mình có cái từ trường 500. Thì cái từ trường 500 này theo định luật cảm ứng điện từ thì khi một cái dây dẫn mà nó chuyển động cắt qua cái từ trường, một cái dây dẫn mà nó chuyển động cắt qua từ trường ha, cắt qua từ trường thì nó sẽ sinh ra dòng điện, sinh ra sức động cảm ứng ở trên dây dẫn đúng không em? Mình học mình biết rồi ha, cái định luật cảm ứng điện từ. Thì khi nguyên cái khung dây này nó quay, nó sẽ cắt qua cái đường sức từ này, thì trên cái khung dây này nó sẽ sinh ra cái sức điện động cảm ứng từ dây, có dòng điện cảm ứng nếu mình nối chính mạch. Thì nếu mấy em nối cái khung dây này ra bên ngoài á ha, là mấy quan sát cái này thì nói đơn giản, nối ra ngoài thì nó sẽ có dòng điện chạy ra. Bây giờ mình sẽ nói cách nối.
Rồi cái quy tắc mà xác định cái chiều dòng điện chạy trong cái khuôn dây á, theo quy tắc bàn tay phải nha mấy, theo quy tắc bàn tay. À, ở đây cái bàn tay phải này là hướng cái kiểu dùng dùng ba cái ngón tay chỉa ba hướng á, thì cái cách này nếu mấy em có học rồi cũng biết, còn không thì mình dùng bàn tay phải mình giơ nguyên bàn tay ra cũng được ha. Rồi mình coi, nếu không nhớ thì coi lại quy tắc bàn tay phải nha, để xác định cái chiều dòng điện cảm ứng ở trên dây dẫn. Thì dựa trên hình này mấy tự xác định được ha, mấy xác định được cái chiều dòng điện. Lưu ý là cái khung dây mình đang cho nó quay theo chiều kim đồng hồ, có nghĩa là cái cạnh màu hồng bên trái này nó sẽ đi lên, còn cạnh màu xanh bên phải nó sẽ đi xuống, được không? Cạnh trái đi lên, cạnh trên đi xuống, cạnh bên phải đi xuống. Thì khi khung dây nó quay như vậy, đây cái chiều quay này nha, khi khung dây nó quay theo chiều kim đồng hồ ha, thì dòng điện cảm ứng nó sẽ chạy theo cái chiều như thế này. Em dùng quy tắc bàn tay phải để mà em xác định cái chiều dòng cảm ứng trên dây nha. Thì khi khung dây nó quay như này thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng chạy này ha. Bây giờ mình muốn lấy dòng điện ra, muốn lấy dòng điện ra thì nếu mấy em dùng một cái cọng dây mà mấy em nối vô á, thì khi cái khung dây nó quay như thế này thì nếu mình nối một cái dòng, nối một cái dây dẫn vô như thế này, nếu mình nối cái dây dẫn này thì sao, nó quay nó bị xoắn lại đúng không em, xoắn cái dây liền không được ha. Đây mình đang muốn phát điện, mới lấy ra điện, lấy điện ra ngoài mà nối cứng như này thì nó xoắn cái dây lại điện. Vậy thì để dây nó không bị xoắn thì người ta mới dùng một cái cơ cấu gọi là cái chổi thang, gắn với một cái vành trượt. Ở đây nếu mình dùng một cái vành trượt hình tròn nguyên như thế này, hai vành trượt ha, một vành trượt gắn với phía bên trái, một vành trượt gắn với phía bên phải này, thì khi mình dòng điện nó chạy trong cái dây này nó đi ra ngoài á, thì lúc này nó sẽ thành một cái máy phát điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều ha. Tại sao dòng điện nó xoay chiều? Tại vì cái khi mà khung dây nó đảo từ bên này qua bên kia, phải quay lại lúc này, khi mà khung dây nó đổi bên á thì dòng điện ở trên này nó sẽ bị đảo chiều, cứ bên nào bên này mà chiều đi lên thì dòng điện nó chạy xuôi ha, đi xuống thì dòng điện chạy ngược lại thì do khung dây nó quay nó đảo hai bên, nó đảo qua đảo lại liên tục, nó quay tròn ha, đảo vị trí liên tục, nên dòng điện trong khung dây nó sẽ đảo chiều liên tục đúng không em, dòng điện trong khung dây sẽ đảo chiều liên tục. Thì nếu mà mình gắn với một cái vành trượt bên ngoài như thế này nè, vành trượt nguyên như thế này á, hai đầu mỗi đầu gắn một cái vành trượt để đưa điện ra ngoài, thì dòng điện đưa ra cái bóng đèn bên ngoài này nè, nó sẽ là dòng điện xoay chiều, dòng điện nó sẽ là dòng điện xoay chiều, chú ý nha. Nếu cái vành trượt mà nguyên như thế này thì dòng điện ra ngoài nó sẽ đảo chiều liên tục, do cái khung dây nó đổi vị trí liên tục á, nó quay qua bên này xong nó đảo qua bên kia, thì như thế này gọi là một cái máy phát xoay chiều, máy phát điện xoay chiều ha. Một máy phát điện xoay chiều đơn giản. Thì mấy em thấy bóng đèn ở đây á, tại vì dòng điện đảo chiều liên tục thì bóng đèn nó cũng dòng điện đảo chiều qua dòng dòng điện qua bóng đèn đảo chiều liên tục ha, là nó sẽ có khi quá trình đảo chiều thì dòng nó tăng lên giảm xuống hình sin ha, thì bóng đèn nó nhấp nháy liên tục đảo dòng điện đảo chiều, thì cái bóng điện mình sử dụng điện xoay chiều thì nó sẽ nhấp nháy liên tục, nhưng mà do cái tần số mà dòng điện nó cao quá, tốc độ nhấp nháy nó cao quá, mình sẽ không thấy nó nhé. Nếu điện dùng đèn dùng điện xoay chiều thì cái bóng đèn nó cũng giống như vậy này, nó sẽ sáng lên, có giai đoạn nó sẽ bị tắt á, khi dòng điện xoay chiều nó đảo chiều thì nó sẽ qua cái điểm không, lúc đó dòng cái bóng đèn nó sẽ tắt đi, nhưng mà do nó đảo chiều nhanh quá mình không thấy ha. Rồi vậy bây giờ muốn mà dòng điện qua bóng đèn liên tục không có bị đảo chiều ha, dòng một chiều á, thì người ta sẽ không có dùng cái vành trượt tròn như thế này, mà người ta sẽ dùng cái cổ gót. Thì cái cổ gót nó sẽ gồm cả hai cái miếng ghép lại với nhau. Thì đây gọi là cái cổ gót. Em thấy một nửa bên trái, nửa bên trái nó sẽ gắn với cái nhánh bên trái của cái vòng dây ha, nửa bên phải nó gắn với cái nhánh bên phải vòng dây. Thì dòng điện chạy từ từ cái vòng dây này đi theo chiều này, nó sẽ ra phía bên bên trái ha. Rồi sau khi vòng dây nó đảo đảo bên ha, dòng điện nó chạy ngược lại, thì lúc này cái cổ gót, chỗ cái cổ gót với chổi thang nó cũng đổi vị trí với nhau ha, cổ gót nó cũng đổi vị trí, hai bên nó đổi với nhau. Thì khi nó quay qua phía bên
qua phía đối diện thì dòng điện nó vẫn, dòng điện mà đi ra ngoài ha, dòng điện mà đi ra bên ngoài nó vẫn như cũ, nó không bị đổi. Nếu quan sát cái hình nhé, quan sát cái chuyển động của cái, quan sát cái chiều dòng điện ha, trong khung dây và chiều dòng điện chạy ra bên ngoài, thì mình sẽ thấy là khi khung dây đổi chiều thì nhờ cái cổ góc với cái chỗ thang ha, cổ góc nó cũng đổi chiều, đổi vị trí luôn ha. Nên dòng điện chạy ra phía mặt ngoài ngoài này, cái dòng điện mà chạy qua bóng đèn á, nó cũng sẽ không có bị đảo chiều ha, vẫn chạy như chiều như cũ. Dòng điện trong khung dây, dòng điện trong khung dây nó đảo chiều, nhưng dòng điện ở trong cái mạch chạy ra ngoài mạch điện mà chạy ra bóng đèn nó sẽ không có bị đảo chiều. Thì lúc này dòng điện phát ra ngoài là dòng một chiều, dòng điện một chiều ha, dòng điện phát ra ngoài là dòng một chiều. Thì đó là cái nguyên lý của máy phát điện một chiều. Khung dây quay trong từ trường ha, thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng. Và dòng điện cảm ứng này nếu mà mình nối ra ngoài qua cái vành trượt á, có nghĩa là cái vị trí khung dây nó không đổi đầu á, thì khi nó quay qua nửa bên kia, dòng điện trong khung dây nó sẽ đảo chiều, thì dòng điện phát ra nó sẽ bị đảo chiều. Nhưng mà nếu mình dùng cái cổ góc gồm cả hai nửa, hai nửa ha, thì hai nửa này khi mà khung dây nó quay qua bên phía bên kia đảo chiều, thì cái cổ góc nó cũng đảo vị trí, dẫn tới dòng điện phát ra ngoài nó sẽ không có bị đảo chiều, dòng điện nó sẽ vẫn là một chiều ha. Mình so sánh giữa hai cái hình ha. Hình trên thì là máy phát xoay chiều, hình dưới sử dụng cổ góc tác dụng đổi chiều. Vậy thì chỗ cái cổ góp với chỗ thang này ha, chức năng nó có chức năng là đổi chiều dòng điện. Để dòng điện trong khung dây là dòng điện xoay chiều nha mấy em. Khi khung dây nó quay á, dòng điện chạy trong khung dây là dòng xoay chiều. Nhưng mà dòng phát ra ngoài là dòng điện một chiều. Lưu ý ha. Nhờ cái cổ góp và chỗ thang, chức năng cổ góp nó sẽ giúp đổi chiều dòng điện. Rồi thì đây là cái nguyên lý mà chiếu qua từng cái hình, thì cái hình đứng thì mình nhìn nó không có rõ. Thì nói qua cái video cho nó dễ lắm. Thì nếu mà mình chỉ có một khung dây á, nếu chỉ có một khung dây á, thì dòng điện hình dạng nó ra ngoài nó như thế này này nha mấy. Dòng này là dòng điện một chiều á, nhưng mà nó biến thiên tại vì cái khung dây khi nó quay thì dòng điện nó biến thiên. Vị trí tùy vị trí khung dây á. Cái khung dây mà nó quay á thì cái dòng điện trong nó biến thiên. Có điều nhờ cái chỗ thang thì nó không bị đổi chiều ha. Dòng điện nó vẫn là một chiều. Chứ còn đáng lẽ nếu mà bình thường á, nếu mình nối ra ngoài thì nó là hình sin á, lật lên rồi xuống dưới nó sẽ xuống xuống dưới âm này, xuống bên dưới chiều âm. Nhưng mà nhờ cái cổ góp á thì nó lật chiều dòng điện lại, nó vẫn ở chiều dương. Rồi. Thì muốn cái điện áp nó phẳng hơn thì người ta sẽ dùng nhiều khung dây chứ không phải là hai khung ha. Hồi nãy hai khung dây thì cái dòng điện nó sẽ nhấp nhô rất là lớn ha. Nhưng mà nếu dùng nhiều khung dây thì nó sẽ kết hợp nhiều cái khung dây lại thì dòng điện nó sẽ nhấp nhô nhỏ hơn. Càng nhiều thì cái độ nhấp nhô nó sẽ càng thấp, càng ít nhấp nhô ha. Dòng điện nó sẽ phải. Thì đây là hình ảnh các cái khung dây ha, và nhiều cái phiến góp. Đây mấy em nhìn cái cổ góp bây giờ nó gồm có nhiều phiến góp ha. Nhiều vòng dây, nhiều phiến góp, nhiều khung dây và nhiều phiến góp. Thì đó là cái nguyên lý của cái máy phát ha. Rồi cái phương trình cân bằng điện áp thì thôi từ từ nói xong á. Qua cái phần xong để nói kỹ hơn. Tiếp theo thì sẽ nói cái nguyên lý của cái động cơ. Cái động cơ thì nguyên lý nó ngược lại so với động cơ thì cái nguyên lý nó ngược lại cái máy phát ha. Động cơ nguyên lý. Rồi thì nói sơ lại cái cấu tạo ha. Cấu tạo thì nó gồm có stator là cái phần tạo ra từ trường này. Cái stator là cái phần tạo ra từ trường ha. Stator bên ngoài này là cái phần tạo ra từ trường. Nó mình có thể thay bằng một cái 500 thôi ha. Đây cái 500 này ha. 500 là cái phần đứng yên. Stator sinh ra từ trường. Rồi. Cái rotor là cái cuộn dây ở giữa này là cái phần nó sẽ quay. Từ trường 500 đây ha. Bây giờ nếu mình cấp điện vào cái cuộn dây, nếu mình cấp điện vô cuộn dây á, dùng cục pin đầu dương đây, cấp này dòng điện sẽ chạy trong cuộn dây, mình nhìn được nhiều dòng điện chạy á, dòng điện chạy bên trái nó sẽ chạy vào, bên phải nó chạy ra, thì
dòng điện nó sẽ chạy trong cái cuộn dây như thế này. Bên trái dòng điện chạy vào ha, bên phải dòng điện nó chạy ra. Thì lực từ tác dụng lên cái con dây theo cái chiều mũi tên. Thì lực từ mình sẽ tác dụng xác định bằng quy tắc bàn tay trái, nhớ không em? Đây, hướng bàn tay trái hướng các đường xích từ ha. Chiều từ cổ tay tới ngón tay chỉ chiều dòng điện chạy trong cái đoạn dây ha. Thì chiều ngón tay trái sẽ chỉ chiều lực từ tác dụng lên cái khung dây. Thì ở đây mình sẽ có lực từ tác dụng lên cái khung dây là bên trái thì lực từ nó kéo xuống ha, bên phải lực từ nó kéo lên. Thì một cái kéo xuống, cái kéo lên thì bên trái kéo xuống, bên phải kéo lên, nó sẽ tạo cái moment quay, kéo cho cái rotor nó quay quay ngược chiều kim đồng hồ ha. Rồi khi cái khung dây nó lên vị trí trên cùng này thì tạm thời lúc đó mất lực từ ha, nhưng mà sau đó nó lại tạo cái chỗ cái cổ gót nó đổi chiều dòng điện ha. Thì tiếp tục cái dòng điện ở trong cái khung dây bên trái nó sẽ dòng điện nó sẽ được chỉnh lưu, nó chạy theo chiều mới ha. Dòng điện cấp vào một chiều nhưng mà trên khung dây thì nó sẽ đảo chiều, khi khung dây nó qua vị trí mới thì nó sẽ đảo chiều lại ha. Thì nó tạo lên cái moment quay đó. Lưu ý là khi vị trí cái khung dây nó đứng lên vị trí trên cùng như thế này thì nó sẽ bị mất lực từ nha mày, chỗ này nè tại vì cái lực một cái nó kéo lên, cái kéo xuống như này thì lúc này cái lực từ nó căng cái khung dây ra chứ nó không còn cái lực moment quay nữa nha. Nằm như thế này á thì lực từ nó kéo lên kéo xuống thì nó tạo thành cái moment quay quanh trục ha. Nhưng mà khi cái khung dây nó ở vị trí đứng này, một cái kéo lên kéo xuống thì lúc này nó không còn moment nữa, không còn moment quay nữa, nó giật lên một cái giật xuống nữa căng cái khung dây ra chứ nó không có tạo moment quay ha. Nhưng mà nếu chỉ cần chuyển cái rotor nó quay lệch qua một tí nữa thì cái lực từ nó sẽ kéo cái khung dây xuống ha, bên này kéo khung dây lên thì nó tạo thành moment quay lại. Chắc này chiếu video cho nó chạy lại, mấy em quan sát cái lực từ tác dụng lên khung dây nha mấy em. Chỗ này mình coi video một tí để mình nắm cho nó rõ ha. Đầu tiên dòng điện chạy từ bên nửa bên trái này chạy tới nửa bên phải chạy ra rồi lực từ kéo khung dây quay lên, quay tới chỗ này là tới vị trí đảo chiều nè, tới vị trí chỗ này là gọi là vị trí đảo chiều có nghĩa là cái cổ gót này nó đổi vị trí dòng điện bây giờ nó sẽ chạy qua cái nửa nửa phía bên kia thì lúc này qua bên vị trí này thì lực từ nó đảo ngược lại lực từ nó sẽ đảo ngược lại nó sẽ kéo cái khung dây quay xuống cái phần bên trái nó sẽ quay xuống. Mấy quan sát cái chỗ khi dòng điện nó đảo chiều cái chỗ cổ gót này ha, lực từ nó sẽ thay đổi trên từng giai đoạn ha. Nếu nó quay qua bên phía bên trái này thì lực từ nó sẽ kéo cái khung dây đi xuống, cái phần bên trái nó sẽ đi xuống, phần bên phải nó sẽ đi lên nhờ cái cổ gót nha, nó đảo chiều dòng điện trong khung dây ha. Vị trí này là vị trí moment nó bằng không nha mấy em. Lúc này dòng điện nó chưa đảo chiều ha, moment nó sẽ bằng không. Rồi thì muốn moment nó không bằng không thì người ta sẽ dùng nhiều khung dây. Dùng nhiều khung dây thì cái vị trí mà ngay chỗ tiếp giáp nó đảo, khi nó đảo bên á tại khung dây nó lệch qua đặt thì người ta sẽ dùng hai khung dây á tương tự ha. Thì lúc mà cái khung dây này đang ở vị trí đứng mất moment thì vẫn còn cái khung dây nằm ngang này nó sẽ có moment đó, có moment ở khung dây nằm ngang. Thì lúc này sẽ không còn trường hợp moment bằng không nữa. Rồi nếu muốn cái lực từ nó đều hơn thì người ta dùng nhiều khung dây thôi. Thì lúc này lực từ nó sẽ đều á. Các cái loại sắt thì nó tăng cường cái từ thông ở trong cái rotor. Chỗ thang ha, các chỗ thang nó sẽ ép vào cái trục nó đưa dòng điện vào. Thay vì cái 500 vĩnh cửu này á thì người ta dùng cái 500 điện có nghĩa là dùng một cái loại sắt này rồi quấn cái dây quấn lên trên tỏi sắt, quấn dây quấn lên tỏi sắt này thường người ta đúc nguyên khối hoặc là người ta dùng thép tấm
chứ không phải dùng các kỹ thuật điện đâu, tại vì cái từ trường nó là từ trường chiều cần thiết. Rồi, thì nó tạo cái thành kỹ năng chăm điện. Còn cái phần sau thì mình dạy nó sao. Đó là nguyên lý nha. Thì thầy giải thích lại cái nguyên lý của cái động cơ ở trên cái hình một lần nữa. Thầy dùng trên cái hình này giải thích luôn đi. Trên cái hình này mình có thể giải thích luôn trên cái hình nãy coi video nhiều khi nó quay nhanh nó nhìn không rõ. Okay. Em tưởng tượng ha, khi cấp dòng điện một chiều chạy vô thì nó chạy vô khung dây theo chiều như thế này. Khung bên trái thì nó lực từ nó sẽ kéo khung dây hướng lên, kéo cái khung dây chạy lên bên phải lực từ nó kéo khung dây chạy xuống. Cái lực từ này xác định bằng quy tắc bàn tay trái nha em, dùng quy tắc bàn tay trái thì xác định được cả chiều dòng điện cả chiều của từ trường rồi. Thì sẽ xác định được chiều lực từ thì moment nó sẽ kéo khung dây quay, đây là quay theo chiều kim đồng hồ cái khung dây này sẽ quay theo chiều kim đồng hồ thì khi nó quay qua tới nửa lên phía trên đó là sau đó nó sẽ cái nửa bên trái này của cái cổ góp này nó sẽ đảo vị trí. Em tưởng tượng khi khung dây nó quay qua phía bên kia thì cái cổ góp nó đảo vị trí đó, lực từ nó sẽ tiếp tục nó kéo cái khung dây bên trái này lúc qua bên phải này thì nó sẽ có lực từ nó kéo cái khung dây đi xuống còn khung dây bên phải này khi qua bên trái thì nó sẽ thành vị trí bên này thì nó sẽ kéo khung dây đi lên thì cái moment nó sẽ duy trì cho cái khung dây quay theo một chiều duy nhất Rồi thì nhờ cái cổ góp nó sẽ đảo chiều dòng điện ở trong khung dây. Theo nó một số cái đại lượng định mức đại lượng định mức là những cái đại lượng mà người ta ghi trên cái vỏ của cái động cơ vỏ trên cái máy thì mình nhìn vô cái nhãn mình phải biết là cái thông số của các cái đại lượng mà trên của cho cái động cơ thì ngoài các cái thông số mình nhìn vô thì mình sẽ quan tâm tới một số thông số chính thứ nhất là điện áp vôn là điện áp cấp cho nó này cái tên động cơ nha, động cơ DC motor là cái động cơ một chiều DC motor. Rồi model là cái dòng của nó. Rồi các cái số hiệu của nhà sản xuất người ta thiết kế cái thông số gọi là cái mã hiệu của cái sản phẩm cái đó thì mình cũng không cần quan tâm. Rồi công suất watt là công suất của động cơ. Rồi volt là điện áp động cơ. Ampere là dòng điện động cơ. Rồi RPM là tốc độ 3000 vòng hoặc là max max RPM là tốc độ maximum tốc độ lớn nhất là 4500. Còn 3000 là tốc độ định mức, có nghĩa là tốc độ ứng với cái tải định mức nó sẽ quay với tốc độ 3000 rồi. Đây một cái nhãn khác. DC motor, động cơ một chiều mã số các cái mã hiệu. Chỉ số EB năm sản xuất đúng không? Điện áp dòng điện định mức công suất. Ngoài ra đối với cái loại động cơ DC này thì nó có cái phần gọi là excitation là cái phần kích từ. Kích từ là cái phần mà mình cấp điện cho cái 500 điện cái động cơ trước này thì chắc 500 bình cũ nó không có kích từ. Còn cái động cơ này có kích từ thì kích từ nó sẽ có cái dòng điện đây 0,56 A dòng kích từ điện áp kích từ là 220V nhớ nha. Còn dòng 15,5 A này là dòng phản ứng nếu em phân biệt là dòng điện phản ứng với dòng điện kích từ thấy nó khác nhau nha. 0,56 A là dòng để cấp cho cái 500 điện kích từ cho cái động cơ còn 15,5 A là dòng điện phản ứng dòng điện chính trong cái động cơ. Rồi một số cái nhãn khác công suất này điện áp nó có hai phần điện áp chính là điện áp kích từ dòng điện chính là dòng điện kích từ
Chú ý nha, cái động cơ một chiều nó sẽ có hai cái phần, nhiều khi nó sẽ có cái điện áp khác nhau ha. Một cái là điện áp trong cái cuộn dây động lực rồi dùng dây phản ứng á, một cái là điện áp tích từ, 220 là tích từ ha, 400 là điện áp phản ứng, khác nhau ha. Rồi dòng điện phản ứng là 52, dòng điện tích từ là 2,3 A, hai cái khác biệt ha, phân biệt nha. Cái phần tích từ là cái phần nó cấp điện cho cái nam châm thôi, phản ứng với là dòng điện chính nha. Rồi tốc độ này N 2550 vòng trên phút. Moment 69 Newton/m. Rồi, một số cái thông số khác nữa. Rồi, một số cái thông số định mức mình cần lưu ý ha, công suất định mức này, điện áp định mức, dòng điện định mức, tốc độ định mức, hiệu suất định mức. Ngoài ra còn số một số cái thông số ví dụ như cấp cách điện ha, phương pháp tích từ, chế độ làm việc không ạ. Rồi, thì đó là một số cái nội dung mà mình cần nắm bắt. Thì đây là chỉ là phần tổng quan về máy điện một chiều thôi em ơi, tổng quan ha, về cấu tạo nguyên lý. Thì sau qua 2 tuần nữa mình quay lại học thì thầy sẽ ôn tập lại các cái nội dung mà bữa giờ mình đã học online, sau đó mình sẽ đi tiếp cái các cái nội dung của phần máy điện một chiều sau. Thầy sẽ đăng một số cái câu hỏi và bài tập về phần máy điện không đồng bộ, thì mấy em lưu ý mình lên mình khoảng ngày mai hoặc ngày mốt cuối tuần thầy sẽ đăng. Thì trong vòng 2 tuần mấy em học thực hành á, ngoài thời gian học thực hành thì mình về nhà thì chắc cũng chẳng có làm gì nhiều á, thì cố gắng làm mấy cái phần câu hỏi. Thì sẽ có một số câu hỏi lý thuyết và một số bài tập giống như bữa trước cái phần tổng kết hợp về cái máy biến áp ha, thì mình đã làm một phần rồi, thì bữa nay mình sẽ tiếp tục làm tổng hợp về cái máy điện không đồng bộ. Rồi cái phần thực hành để lát nữa thầy chiếu cái lịch thực hành cho mấy em luôn để mấy em coi mấy em đi cho đúng không. Thì cái phần các câu hỏi ôn tập phần máy điện không đồng bộ thầy sẽ đăng lên trên Classroom, mấy em lưu ý vào và làm nha. Bạn nào mà nếu mà không vào được Classroom á, có nghĩa là cái Classroom mà cái mail mình không vào được, thì mình có thể dùng cái mail ngoài vào cũng được. Nhưng mà mail ngoài vào thì để thầy đăng, thầy sẽ thông báo cái mã của cái Classroom đó để cho lớp mình vào. Lớp mình có biết cái mã Classroom để vào cái Classroom của lớp không? Nếu mình dùng cái mail ngoài vào để mình làm bài tập nha. Thì cái bài tập này có lẽ là thầy sẽ phải tính điểm ha. Cái bài tập phần Classroom thầy sẽ tính điểm. Thì mấy em vào cái Classroom để mình làm các câu hỏi. Thì do vì mình còn có 3 tuần cuối học lý thuyết thôi thì chắc không đủ thời gian để làm kiểm tra nhiều ha. Thì thầy chỉ có một cái bài kiểm tra, một bài kiểm tra về phần máy điện một chiều thôi. Còn phần máy điện không đồng bộ với máy điện với máy biến áp thì thầy sẽ tính chấm các cái bài mà mình làm trên Classroom. Thầy sẽ lấy một cột điểm nha. Nên lưu ý cố gắng làm đầy đủ cái phần mà máy điện không đồng bộ á, thầy sẽ cho mình thời gian khoảng tầm 2 hoặc 3 tuần, cho tới 3 tuần luôn đi. Có nghĩa là thầy sẽ kéo gia hạn tới cái tuần mình học qua quay lại lý thuyết luôn ha, cho hết tuần học lý thuyết luôn để mình làm. Thì cố gắng làm trong cái giai đoạn học thực hành mình rảnh thì cố gắng làm cho nó hoàn thành trước đi ha. Có gặp khó khăn gì thì có thể thầy sẽ hướng dẫn thêm ở trên lớp sau khi mình học thực hành xong. Thì cái lịch học thực hành nếu mấy em chưa biết thì thầy sẵn đây thầy chiếu luôn. Còn khoảng 10 phút nữa thì nó sẽ ao cái râm thì mình nghỉ luôn. Xong cái thời gian đó. Em chưa có lịch học thực hành.
Và hiện tại chỉ có lịch của tuần 38. À, các bạn hỏi là cái bài tập gửi lên Classroom luôn nha mấy em. Mấy em làm ra giấy rồi chụp hình lại gửi Classroom. Còn không thì à thôi mình làm ra giấy rồi bữa sau nộp cũng được. À cái bài tập chắc bữa sau mình học trên trên lớp rồi, chắc mấy em làm ra giấy giùm thầy rồi nộp lại luôn ha. Thầy sẽ đăng cái bài lên Classroom, còn mình làm ra giấy mình nộp lại vào. À, thầy cho thêm hạn là sau khi học lý thuyết vào cuối tuần ha. Và hết tuần lý thuyết thì nộp lại. Rồi cái lịch học thực hành của lớp mình thì nếu mấy em chưa biết thì mình coi luôn ha. Lớp mình thì học thực hành là lớp 19E thì học thực hành môn máy điện 1. Lớp mình sẽ chia làm 3 nhóm nha mấy em. 3 nhóm ha. 3 nhóm, một nhóm là học K1. Mình học từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn ha. Hai. Sau tiếp. K1 là buổi sáng nha mấy em. Này, chụp hình lại, chụp màn hình lại luôn ha. Bạn nào có thấy chụp màn hình lại luôn hả? K1 một nhóm là vòng 360 này, vòng 360 à, từ thứ hai tới thứ bảy. Một nhóm cũng vòng 360 nhưng mà học buổi chiều K2 à, từ thứ hai cho tới thứ bảy. Đây là hai nhóm đầu ha, à, nhóm 2, nhóm 3. Rồi dưới như còn một nhóm nữa này, dưới đây một nhóm nữa này, nhóm nữa thì học phòng 3.11B. K2 K2 là từ 11 giờ cho tới 3 giờ rưỡi ha. Chắc lát thì đăng luôn cái này lên trên Classroom luôn, mấy em lấy coi. Rồi cái phần máy điện một chiều nãy giờ mấy em có thắc mắc gì thì hỏi ha, còn lúc đó thầy sẽ điểm danh. Chị nhớ sao thầy? À, chia nhóm thì mấy em cứ chia làm 3 nhóm thôi. Ở lớp mình nó chia làm 3 nhóm từ từ đầu cho tới, ví dụ lớp mình trăm người thì từ đầu cho tới số 33 là nhóm 1 kìa hà. Rồi từ 34 tới 66 là nhóm 2. Rồi khúc sau là nhóm 3. Chia 3 thì chia đều ra theo danh sách thì chia ra. Cái này Em đi để... thực hành điện động năng gì đó. Rồi cái lịch này thầy đăng lên trên Classroom luôn, có gì mấy em cần coi thì lấy ra không. Chỉ mới có tuần 38 thôi, tuần sau chưa có. Cái tuần sau cũng tương tự thôi, cái cũng khác. Để lát thầy đang lên blog rồi. Rồi, nếu mà không thắc mắc gì thì điểm danh rồi đi. Lưu ý là cái bài tập thầy sẽ đăng lên Classroom, mấy em lấy về làm ha, làm ra giấy. Bạn nào mà không vô được Classroom thì nhờ mấy bạn download giùm cái bài tập về rồi làm. Hôm nay học hơi vắng nha, 58 thấy buổi cuối thì sao mà lười không có học thì sao không? Mấy đứa nó nghỉ nhắc nó có cái bài tập trên Classroom đó. Chắc mai thì sẽ đăng mai muốn không? Rồi, nếu mà không thắc mắc gì nữa thì mình có thể nghỉ ha. Classroom nó cũng hết, cái Zoom nó cũng hết thời gian rồi. Rồi, anh nghỉ ha. Chào cả lớp.